Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, còn Nam Bộ và Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa to. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào đến mưa to. Trong khi đó, từ Nghệ An đến Phú Yên, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 37 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 35 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.